Đối với những người yêu động vật chắc hẳn các bạn đã từng có lần tự hỏi trong hai loài chó và mèo loài nào thông minh hơn? Tranh cãi lâu nay mới được giải đáp khi mà lần đầu tiên các nhà khoa học không chỉ nghiên cứu kích thước bộ não hai loài này mà còn tính toán số lượng neuron trong vỏ não của chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số neuron trung bình trong vỏ não của mèo chỉ bằng phân nửa số lượng trung bình của chó, do đó chó có khả năng sinh học để làm những việc phức tạp và linh hoạt hơn trong đời sống so với mèo. Nguyên nhân mèo có ít neuron hơn chó còn nằm ở chỗ mèo thường ít tương tác xã hội hơn, trong khi tổ tiên của chó là chó sói, loài vốn đi săn theo bầy đàn nên cần phát triển những hành vi phức tạp hơn để hợp tác với nhau thì mèo không có những hành vi như vậy vì chúng chỉ san mồi một mình và cũng thường sống một mình đây cũng là nguyên nhân sâu xa giúp chó rất thân thiện và có thể dễ dàng hợp tác với con người